Kính thưa quý vị, Nga tuyên bố sẽ không có sự kỳ thị đối với lực sĩ đồng tính luyến ái. Theo tin từ Sochi, Chủ tịch Alexander Zhukov của Ủy ban Olympic Nga nói rằng Nga có thể bảo đảm là sẽ không có sự kỳ thị nào đối với lực sĩ hay người đồng tính luyến ái tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông ở Sochi. Trong tháng 6, năm nay Quốc hội Nga thông qua dự luật cấm tuyên truyền đồng tính đã tạo nên sự chỉ trích trên thế giới và nhiều lực sĩ kêu gọi tẩy chay Olympic mùa đông ở Sochi. Những người chỉ trích nói rằng luật này sẽ không cho phép người đồng tính tập trung và có thể dùng để truy tố những người lên tiếng ủng hộ người đồng tính. Tuy nhiên, ông Zhukov nói rằng người đồng tính sẽ không bị kỳ thị tại Olympic Sochi. Tuy nhiên, khi được hỏi lá cờ móng chân trời của cộng đồng LGBT có thể treo hay người đồng tính có thể vẫy lá cờ này ở Sochi hay không, thì ông Zhukov đã từ chối nói lên chi tiết về việc thi hành đạo luật. Tổng thống Putin đã coi Thế vận hội Sochi là cơ hội tạo ấn tượng cho một nước Nga tiến bộ, nhưng việc đầu tư đã bị chỉ trích tham nhũng và luật chống đồng tính cũng tạo nên làn sóng đòi tẩy chay.